nè, mà không đi đâu nổi đâu. Bữa nay nhất nhất là đi đâu nổi đâu, bữa nay là đi chạy luôn rồi, giống như là đang nằm mơ. Đang đi không nổi luôn, mà mới ngày đầu là đi được rồi, bữa nay hôm qua là chạy được luôn rồi. Ôi, dì hãy cho anh hỏi, dì hãy cái này là dì hãy học hay dì hãy? Cái này hả? Con nó nặng 3 gì? Nằm trên bao là còn má câu khổ lắm. Con chị Minh Nhất đi, cho ta cho con cứu dân đổi thế đi. Con tôi lại cho tôi hay. Con quay cái lò. Cái lò à. Trời ơi, mày đừng quay tao tao mà. một mẻ là làm bao lâu vậy hả? Bằng mẻ hả? Dạ. Một mẻ 5 kg. 5 kg muối. 5 kg muối là nấu bao lâu nó mới nổ? 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi. Rồi em biết sao không? Thuốc nam 16 vậy. Dạ. Nè. Trời ơi. Đó, đâu phải là ít đâu. Dạ. Mẹ con tưởng bữa rồi là đi không được không đó. Mà đi không được thiệt chứ tưởng vậy. Tưởng gì nữa dạ, đi vô là đi không được rồi. Dạ. Đi là khóc rồi. Là mới vợ mày kè. Nói chung là anh dễ mày kè. Đi xuống nhăn mặt nhíu mày răng. Làm mới 2 bữa chạy luôn. Ê, biết mà gì không? Dạ. Tao nói với bà là 30 giây à. Dạ. Bà nói bụi dùm 30 giây hả chị ba? Nói ừ, 30 giây. Thiệt, 30 giây hết 40% liền. Dạ. Quá dữ luôn vậy hả? Quá dữ luôn. Cái này là mấy vị thuốc nam 16 vậy. Dạ, bữa nay con lên con nằm luôn. Nằm luôn. Quay. Thì đó mấy người Long Xuyên lên quay gì không cho. Dạ. Biến quá. Trời ơi. Mặt tông mệt quá. Cái này con quay con làm phước, kiểu như nhiều người người ta không biết tới vậy mà người ta đi ấy chị hoài không hết. Đúng rồi. Trời ơi. Cái này đâu phải người bình thường mà làm được đâu. Bình thường là không được. Dạ. Trời ơi cái cái này muối 5 kg. Vì thấy năm nay như tuổi gì vậy? 68. Trời ơi. Ủa, trong giấy 71. Để trong giấy đi. 71 tuổi. À. 71 tuổi mà tướng vậy đó. Trời. Lắc. Quá dữ luôn. Cậu không phải 5 mẻ nha cậu, vài mẻ nha cậu hai. Dạ. Thật sự là làm một mẻ muối này rất là cực luôn á mọi người. Nhưng mà dì Thủy phát tâm là dì Thủy làm từ thiện, cho nên là dì Thủy không có cần tiền. Nhưng mình thì sẽ để lại một ít cho dì Thủy để mua muối, để có nguồn nguyên liệu hỗ trợ chữa trị cho những bệnh nhân sau này á mọi người. Một cái mẻ muối này nằm thì tầm khoảng 2 tiếng á. Nằm xong á thì mình có cái cảm giác như là cả người mình nó bị rãn ra vậy á mọi người. Rã rồi mình mẩy luôn. Nhưng mà kiểu từ từ thì nó sẽ khỏe. Như lại mình okay chữa bệnh luôn. Gì? Thoát ly điểm, thoát qua cuộc sống, chuyện sống có gai, có dôi. Và khi thần kinh tọ, và khi là u sơ, u nang, và khi là cái kiểu như đàn bà gông kinh, thối lũ tai rồi đó, với ngứa tử cung rồi đó. Dạ. Nhớ không? Dạ. Là bệnh phụ khoa. Với bệnh xương khớp. Ừ, xương khớp. Dạ. Còn nói chung là tim gan phèo phổi không đụng tới, còn như không là làm láng hết. Ừ. Trong dạ. Là không dám gớ. Dạ. Ngoài cứ tự nhiên. Dạ. Do cẳng đầu đóng gai, đóng dôi gì đó. Dạ, xương khớp, nhất lưng, nhất vọng, nhất tay, nhất chân rồi làm được hết hay gì vậy? Ừ. Dạ. Còn cái kiểu mà cái kiểu như trong tim rồi đó, dưới gan phèo phổi là không có làm được. Dạ. Cái đó là nó gần luôn. Dạ. Địa chỉ chữa bệnh của dì Thủy, mọi người cứ tìm trên Google á, là cầu Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Chạy qua cầu xong mình quẹo bên phía tay trái, chạy thẳng tầm khoảng 800-900 mét. Hỏi nhà dì Thủy bóng là ai cũng biết hết nha mọi người. Thật sự là mình nghĩ dì Thủy không phải là một người bình thường. Dì có kể cho mình nghe là cứu được một người té từ lầu 5 xuống luôn á mọi người. Nên mình thật sự rất là tin luôn. Việc trị bệnh bằng phương pháp dân gian này á thì thường có một câu nói là phước chủ mai thầy. Cho nên á mọi người xem được cái video này á coi như là mình đã có duyên rồi. Mình thật sự rất mong là làm video này để cho mọi người biết và giúp được nhiều người hơn. Và mình xin khẳng định tất cả những lời nói ở trên mình nói đều là sự thật 100% và do chính mình và gia đình mình chứng kiến và trải qua luôn á.